Hãy ủng hộ kênh của KT bằng cách bấm vào nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè. Đồng thời bấm vào cái chuông kế bên nút subscribe để nhận được tin nhắn mỗi khi mình có video mới. Hello, xin chào các bạn. Welcome các bạn đến với KT Food Stories. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn món chè khoai mì. Mình viên thành những cái viên tròn tròn và mình nấu chè rất là ngon luôn á các bạn. Thì đây là cái khoai mì mình mua sẵn. Đó, người ta bào sẵn cho mình luôn rồi đó các bạn. Và anh này làm Philippines nè. Đó, thì tùy chợ bạn bán cái nào thì mình dùng cái đó. Trong chợ của mình đi thì người ta bán cái loại này ở bên Philippines. Người ta bào sẵn cho mình nhuyễn nó như vậy rồi nè. Nếu mà bạn không có cái loại bào sẵn, bạn mua loại tươi thì bạn nhớ lột cái vỏ củ mì rồi ngâm. Ngâm với lại nước muối khoảng 8 tiếng hay cách đêm để cho cái chất độc ở trong khoai mì nó ra, rồi mình mới bào hay là mình mới xay nhuyễn nha các bạn. Bây giờ là mình cần 2 bọc, mỗi bọc là 1 phao, mà 1 phao là 454g nè. Đó, mình cần 2 bọc này ha. Mình cần vài cái lá dứa, đây khoảng 6 cái lá dứa nè, mình cột nó lại. Và lá dứa này là lá dứa đông lạnh. Còn nước cốt dừa thì mình cần 2 lon. Đây nè. Đó. Một lon thì 400ml nước cốt dừa. Bây giờ mình sẽ vào bếp. Mình đi vắt cái nước khoai mì ra nha các bạn. Thì mình sẽ cắt khoai mì á, mình cho vào đây để mình vắt nước ra. Nếu bạn không có cái này, bạn có thể mua trên Amazon á. Mình sẽ để cái link ở phía dưới để cho các bạn có thể xem và mua. Còn không, bạn có thể vắt bằng tay, mà vắt bằng tay á, thì nó sẽ không có ra hết nước. Đây, mình cho vào đây 2 gói luôn. Và bây giờ mình túm nó lên và mình vắt nó ra nước. Cái này á, trước khi mình làm á, mình biết là ngày hôm sau mình làm á, thì mình đem nó ra đông đá, trong đông đá mình bỏ ra ngoài tủ mát để sáng nó tan rồi mình có thể làm. Các bạn thấy nước không nè? Đó. Đây, một muỗng canh bột năng gạt ngang nha các bạn. Rồi mình trộn đều nó lên. Nếu mà bạn thích màu trắng không thì không sao, nhưng mà bạn thích nhiều màu giống như màu đỏ, màu lá dứa thì bạn cho vào, bạn chia nó ra và bạn cho màu vào. Hôm nay mình sẽ cho một ít màu gấc vào đây, bởi vì mình mới vừa làm xôi gấc á, cho nên mình còn dư một ít. Mình cho cái màu vào đây để cho nó đẹp. Mình trộn nó đều vậy nè. Nó phải có chất kết dính á các bạn, tức là cái này nó dẻo rồi. Nãy mình vắt ra hết rồi nó ráo, cho nên mình phải cho ít nước cốt dừa vào đây để cho nó dễ hình thành cái viên vậy nè. Đó, và bây giờ mình sẽ cho một ít màu gấc vào trong một cái thớt. Mình lấy ra một chút xíu này thôi, mình chia ra cho vào đây một ít gấc. Cái màu nó ra sẽ cam cam đỏ đỏ đẹp lắm luôn á. Bây giờ các bạn mình sẽ làm, mình vo viên viên ra như vậy nè. Nhớ mình phải làm cho nó chặt lại để một lát nó không có bị vỡ, bị nứt á. Đó, các bạn như vậy nè. Tiếp tục mình làm cho tới khi hết thì thôi ha. Đây, mình viên được vài viên như vậy nè các bạn. Bây giờ mình viên tới màu trắng. Một lát mình sẽ cho vài giọt vào đây màu xanh lá dứa các bạn. Có màu đỏ rồi thì phải có màu xanh, xanh xanh đỏ đỏ cho em nhỏ nó vui.
Bạn không có cần bỏ mấy cái màu này vô các bạn. Mình làm màu trắng không á cũng được nữa. Nè. Mình tiếp tục mình vo, tùy theo cái viên của bạn vo bự hay nhỏ hay lớn gì đó, size nào thì mình hấp nó lâu hay là nhanh. Nhớ phải làm lúc đầu á, mình lấy nó lên, mình bắt nó lên, mình phải bóp cho nó chặt. Rồi mình mới vo nó. Rồi mình tiếp tục mình làm cho tới khi xong ha. Rồi còn dư một ít lại nè, mình cho vào đây khoảng 2 3 giọt lá dứa thôi các bạn. Đó. Nè, mình dùng lá dứa hiệu này nha. Đó. Cái hiệu này thơm lắm. Mình trộn nó lên. Bạn đừng cho nhiều quá bởi vì nhiều quá nó sẽ bị đắng. Và mình cũng vo viên giống vậy luôn nha. Đây các bạn ơi, tổng cộng mình làm được bao nhiêu đây viên nè. Bây giờ mình sẽ cho vào sửng mình hấp nha. Thì mình bắt cái nước sôi lên. Và mình cho bánh vào đây mình hấp khoảng 30 phút là bánh chín. Mình để lửa số 5, từ số 1 tới số 9 mình để lửa số 5, lửa vừa vừa cho miễn sao nó sôi lăn tăn là được rồi. Các bạn lấy cái miếng giấy bạc che cái bánh lại và hấp là đúng 30 phút nha. Mình che như vậy là để cho nước nó đừng có vô, nó bị nhão bột mình đó. Rồi, 30 phút xong rồi mình lấy ra. Lấy cái nắp ra và xem cái bánh của mình nó chín chưa. Cái bánh của mình chín là nếu mà bạn cắt ra ở phía trong á, nó còn đục á, là không có chín nha. Còn nếu mà nó đã trong rồi á, nghĩa là nó chín. Bây giờ còn không thì mình lấy cái cây tăm á, mình chọt vào ha. Đây mình thử cái que tăm nè. Nếu mà nó không có dính á, nghĩa là nó chín rồi nè các bạn. Rồi mình tắt lửa nha. Và mình lấy nó ra để cho nó nguội. Bởi vì bây giờ nó còn nóng cho nên nó dính vào, nguội, để nó nguội chút xíu mình dễ lấy ra hơn, nó không có bị bể, bị nát cái viên của mình. Các bạn nhìn thấy cái màu đẹp dễ sợ không? Cái màu gốc tự nhiên của trái gốc á các bạn, nó đẹp như vậy nè. Bây giờ mình sẽ nấu nước cốt dừa. Trước hết mình sẽ cho một lon nước cốt dừa vào đây. Còn hồi nãy á, mình còn lấy cái lon mà mình khui mình lấy ra 75 ml nước cốt dừa mình để qua một bên, đừng có đổ vô đây. Lát mình làm cái khúc cuối để cho nó béo á các bạn. Và mình sẽ cho vào đây 400 ml nước lọc. Tức là mình dùng cái lon này luôn. Mình cho vào đây một muỗng teaspoon, tức là khoảng một muỗng cà phê muối, muối biển nha các bạn. Mình cho vào đây 6 cái lá dứa và một cup đường tương đương với lại 190 gram đường nha các bạn. 300 ml nước nước lọc nữa thì tổng cộng mình cho vào đây là 700 ml nước lọc nha các bạn. Một lát mình sẽ nêm nếm lại nha. Khi mà nước dừa bắt đầu nó sôi lăn tăn nhẹ các bạn, mình để lửa nhỏ thiệt nhỏ luôn để cho nó ra cái nước lá dứa nó thơm cái nước dừa của mình. Đừng có để cho nó sôi nha các bạn, nhỏ thật nhỏ luôn á. Và mình nấu như vậy khoảng 10 phút để cho lá dứa nó thơm ha. Bây giờ mình bỏ mấy cái viên khoai mì này vô các bạn. Giờ mình cũng dễ lấy nè, nó nguội bớt rồi đó. Nhìn hấp dẫn lắm luôn á. Các bạn nhìn thấy mấy cái viên nè, mấy cái màu nhìn dễ thương ghê luôn á nè, cưng chưa, nó sôi lăn tăn như vậy nè. Mình cho vào đây 150 ml nước cốt dừa, mình đựng cho hết. Nếu mà bạn muốn béo thì bạn cho vô đây hết luôn ha. Đó, còn một ít nước cốt dừa. Nhưng mà mình thấy như vậy là đủ béo rồi và cũng đủ nước cốt dừa rồi nè. Cho nên mình không có cho vô thêm nữa. Và bây giờ bạn nêm nếm theo cái khẩu vị của gia đình nha. Tại vì gia đình mình nấu cho ba mẹ ăn nữa thì ba mẹ không ăn ngọt nhiều. Đối với mình thấy hơi ngọt ngọt vậy là đủ ngon rồi. Rất là thơm ngon luôn á. Nhất là cái lá dứa nè các bạn. Nó không có ra cái màu lá dứa nhưng mà nó ra cái vị, cái hương lá dứa.
Nó thơm thiệt là thơm luôn á, thơm cả gian bếp luôn á các bạn. Bây giờ mình sẽ múc ra ăn nha, mình tắt lửa nè. Đây các bạn ơi, bây giờ mình cho một ít xíu mè rang lên đây. Mè rang trong đây nó có chút xíu muối nè. Mình sẽ hấp dẫn hơn. Ta-da! Và đây là thành phẩm của mình đây các bạn ơi. Chè khoai mì, nước cốt dừa. Wow, nhìn có hấp dẫn chưa nè. Đây mình quay gần cho các bạn xem nha. Đó. Những cái viên màu gấc và màu lá dứa các bạn, nhìn hấp dẫn quá ha. Bây giờ mình sẽ ăn thử xem nó ngon như thế nào nha. Trước hết mình sẽ thử cái viên có gấc nè, có màu gấc nè. Gửi gần cho các bạn xem. Mời các bạn nha. Nó dẻo lắm các bạn. Ở trong á rất là ngon, thơm, ngon ghê á. Tại vì mình để lửa riu riu khoảng 10 phút á cho cái lá dứa nó ra. Ngon quá luôn á. Mảnh này dễ làm nhanh, rất là nhanh luôn các bạn ơi. Ăn chúng cái mè rang ngon quá. Nó có vị béo, béo béo của nước cốt dừa nè. Wow, và thơm mùi lá dứa và dẻo của khoai mì. Tuyệt vời luôn á. Ngon quá. Mình tạm thời chia tay các bạn, mình đi ăn tiếp nha. Mình chúc các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nè. Mình cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ mình trong những thời gian qua. Mình chúc các bạn một ngày vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Nếu các bạn thích video này mà chưa có subscribe kênh của mình, xin hãy bấm nút subscribe, like và share, chia sẻ với gia đình và bạn bè nha. Ở kế bên cái nút subscribe nó có một cái chuông. Nếu mà bạn bấm vào cái chuông đó thì nó sẽ thông báo cho các bạn biết mỗi khi mình lên một cái video mới đó. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.